máy bơm nghiền đa năng 3A 1,5 kW động cơ rời, được trang bị động cơ 1,5 kW phù hợp để sử dụng cho những nơi có nguồn điện yếu. Máy có thể băm được các loại phụ phẩm nông nghiệp như thân cây ngô, cây chuối, cỏ voi, nghiền nhỏ các loại hạt ngũ cốc hay xay nhuyễn cua, ốc, cá để làm thức ăn cho vật nuôi. Với năng suất đạt từ 40 đến 200 kg trên 1 giờ, tùy thuộc vào nguyên liệu đầu vào, chiếc máy này sẽ giúp các nông hộ tự sản xuất thức ăn chăn nuôi một cách tiết kiệm nhất, giảm thiểu rủi ro chăn nuôi và mang lại lợi nhuận kinh tế cao. Các bước vận hành máy được tiến hành như sau. Trước tiên, cần bật cầu dao để máy chạy không tải từ 15 đến 20 giây nhằm kiểm tra tình trạng hoạt động của máy. Sau đó, cho lần lượt nguyên liệu vào cửa nạp và tiến hành băm nghiền. Đối với tính năng nghiền bột khô, trước khi vận hành máy, bà con cần buộc túi vải trước cửa ra để thuận tiện cho việc thu gom nguyên liệu sau khi nghiền. Với tính năng băm nhỏ và nghiền nát nhuyễn, tùy vào nhu cầu sử dụng sản phẩm đầu ra, bà con có thể điều chỉnh mặt sàng sao cho phù hợp. Do lắp đặt động cơ rời nên khi khởi động máy, động cơ sẽ chuyển động cho trục máy thông qua hệ thống dây cô loa. Trục máy quay sẽ làm 3 lưỡi dao quay và tiến hành băm nghiền nguyên liệu. Đặc biệt, phần phễu nạp của máy được thiết kế tối ưu và độ cao phù hợp, đảm bảo an toàn, giúp bà con tránh phải cho tay quá sâu vào trong máy khi vận hành. Bà con nên băm nhỏ lần lượt đối với từng loại nguyên liệu, không nên trộn lẫn nguyên liệu khác với nhau. Nguyên liệu sau khi băm nghiền có kích thước đồng đều, đạt yêu cầu. Với năng suất đạt từ 40 đến 200 kg trên 1 giờ, bà con có thể cho ăn ngay hoặc phối trộn để gia tăng chất dinh dưỡng, giúp đàn vật nuôi phát triển tốt hơn. Đây là nguồn thức ăn chăn nuôi giàu dinh dưỡng, giá thành rẻ, lại không chứa chất kích thích tăng trọng, góp phần giúp các hộ gia đình tiết kiệm chi phí chăn nuôi, giảm thiểu rủi ro và nâng cao năng suất. Hợp cả 3 tính năng với năng suất làm việc vượt trội, máy băm nghiền đa năng 3A 1,5 kW động cơ rời sẽ là trợ thủ đắc lực giúp các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ có thể tận dụng nhiều nguồn nguyên liệu sạch sẵn có, chủ động sản xuất thức ăn giàu dinh dưỡng cho vật nuôi, từ đó giải phóng tối đa công sức lao động, tiết kiệm chi phí, tạo ra chuỗi giá trị khép kín cho mô hình chăn nuôi nông hộ tại địa phương nhằm nâng cao giá trị kinh tế. Liên hệ đặt hàng, hãy gọi đến số điện thoại 02422-050505 ở khu vực miền Bắc và 098-493-0099 ở khu vực miền Nam để được tư vấn chu đáo nhất. Cách thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và dịch vụ sau bán hàng chu đáo nhất. 3A, điểm tựa thành công.